khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Những thiết bị nhà bếp hữu ích, tiện dụng và là một trong những yếu tố giúp tổ chức cuộc sống gia đình một cách khoa học và chất lượng. Hiện nay, thị trường thiết bị nhà bếp đã xuất hiện nhiều những tên tuổi thương hiệu mới. Những nhu cầu tìm hiểu thông tin của khán giả về một nhãn hiệu xuất hiện ở Việt Nam hơn một năm nay, đó là Braun đến từ Pháp. Chương trình có cuộc gặp gỡ trao đổi với đại diện G-Star, đơn vị phân phối độc quyền nhãn hiệu này tại Việt Nam. Trước tiên xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Thưa chị, là chị có thể giới thiệu về họ tên và một vài đôi nét về công ty G-Star Việt Nam. Tôi là Hồ Bích Diệp, là trưởng phòng kinh doanh thương hiệu Braun của công ty G-Star Việt Nam, nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền các cái thương hiệu thiết bị gia dụng xuất xứ từ châu Âu, Fago, Braun, Chip, Safari. Thưa chị, là chị có thể nói rõ hơn về thương hiệu Braun và những sản phẩm của thương hiệu này ạ? Braun là một thương hiệu thiết bị gia dụng có xuất xứ từ Pháp, được G-Star nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam với danh nghĩa là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền. Braun thì là một cái thương hiệu có thể nói là vị trí số 1 tại thị trường Pháp. G-Star thì đã phân phối một số thương hiệu có xuất xứ từ châu Âu. Tuy nhiên là với cái thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay thì chúng tôi nhận thấy rằng Braun là cái thương hiệu mà khá là nổi tiếng ở châu Âu và một số khách hàng tại thị trường Việt Nam cũng đã nghiên cứu đến sản phẩm này. Tuy nhiên là hiện tại thị trường Việt Nam thì vì chưa có nhà nhập khẩu nào, chính vì vậy mà chúng tôi đưa về và muốn cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái ngành thiết bị gia dụng. Là một thương hiệu mới có mặt tại thị trường Việt Nam, vậy thì hệ thống phân phối của Braun tại Việt Nam hiện nay như thế nào ạ? Với cái lễ ra mắt và giới thiệu sản phẩm của chúng tôi vào tháng 11 năm 2014 thì sản phẩm Braun được chính thức về thị trường Việt Nam. Và hiện tại thì chúng tôi đã có một cái hệ thống kênh phân phối khá là rộng khắp toàn quốc từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tại Hà Nội thì chúng tôi có showroom tại địa chỉ 4 đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Tại Đà Nẵng thì chúng tôi có showroom tại địa chỉ 125 Điện Biên Phủ. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có showroom tại địa chỉ 307H Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài ra thì chúng tôi có các đối tác phân phối sản phẩm Braun, đó là các trung tâm điện máy, các đại lý và thậm chí có cả các showroom đối tác. Quý vị có thể xem địa chỉ cụ thể tại website của công ty braun.com.vn. Bên cạnh mục tiêu phấn đấu để đưa Braun trở thành thương hiệu số 1 trong thiết bị gia dụng nhà bếp tại Việt Nam thì chế độ bảo hành cũng như chăm sóc khách hàng của thương hiệu này như thế nào ạ? Công ty G-Star chúng tôi luôn tự hào là dịch vụ sau bán của chúng tôi là lâu nhất trên thị trường hiện tại, bởi vì tất cả các sản phẩm nhập khẩu của chúng tôi được bảo hành 3 năm. Đối với riêng thương hiệu Braun thì chúng tôi có một phòng chăm sóc khách hàng đặc biệt